Hôm nay Việt Thảo muốn chia sẻ một tâm tình của Việt Thảo đối với tất cả quý vị cũng như các bạn. Nói chung thì người Việt Nam chúng ta ăn cái gì cũng được, mì, hủ tiếu, bún hay là bánh mì. Nhưng mà có một món không thể thiếu được trong từng nhà và trong từng cá nhân, đó là cơm, là gạo. Việt Thảo cũng vậy, từ nhỏ tới lớn, khi trưởng thành, qua Mỹ lập gia đình, cũng là ăn cơm, ăn gạo hàng ngày. Mà hôm nào không ăn cơm thấy như là thiếu một cái gì đó, có phải không nào? Có một điều là từ nhỏ tới lớn, ăn cơm thì không biết nó là hiệu nào. Ăn thì ăn miễn no bụng, miễn đừng khát, đừng khê, đừng sống, đừng nháo là tốt rồi. Lập gia đình cũng vậy, không để ý tới. Nhưng mà tình cờ vừa rồi giống như một cái cơ duyên, gặp được một người anh em đồng hương làm nhập cảng gạo ở bên Mỹ mà quê ở Hồ Phòng. Anh cho Việt Thảo 10 bao gạo, anh nói về ăn đi ngon lắm. Tôi nói ngon gì ngon, gạo nào cũng giống như gạo đó thôi, mà nhiều quá sao ăn hết. Ông nói thì ăn không hết thì cứ giữ đó để dành ăn. Tôi về tôi để dành 2 bao gạo, còn 8 bao gạo tôi chia cho chồng xóm bạn bè. Không ngờ cái feedback trở lại, mọi người hỏi: trời ơi Việt Thảo ơi, gạo đâu mà nó trắng tươi à, nó thơm, nó ngon, nó dẻo, ăn thao cái miệng hết, mua ở đâu vậy, chỉ cho mua. Tôi nói trời, tôi đâu có biết ở đâu cái của người ta cho. Tôi về tôi mới nghiên cứu, tôi coi cái bao gạo thì nó là một cái bao gạo màu nâu, bao bố có cái dấu hiệu con nai để là gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào. Tôi lấy cái hộp gạo ra xem, nó trắng đều, nó mướt và nó không cám, không bụi, không tắm, hộp nào đều như hộp nấy. Tôi ngạc nhiên, tôi hỏi và nghiên cứu ra mới biết gạo này được chọn lựa bằng hệ thống laser high tech, tức là dùng tia laser để chọn lựa từng hạt gạo. Khi gạo đưa qua tia laser, nhận cái hộp gạo nào mẻ bể, loại sạn, bụi, cát, tắm gì biết là loại hết, để hộp gạo nó đều từ đầu tới cuối giống hệt như nhau. Tôi đem ra tôi do gạo, gạo bốc lên mùi thơm ngào ngạt, nấu chưa chín là cả nhà thơm phức. Và khi gạo chín rồi, cơm chín rồi thì cả chồng xóm nói trời ơi, cơm ở đâu gạo gì mà nó ngon thơm đến như vậy. Tôi mới thử nấu ăn, cái hộp cơm nó mềm, nó dẻo, nó thơm phức cả, nó ngọt thao ở trong miệng, ngọt thanh chứ không phải lạc lạc lợ lợ. Ăn xong tôi để dành đó, qua ngày hôm sau 2 ngày hộp gạo vẫn mềm, vẫn dẻo và vẫn thơm. Nó không những cái loại gạo trước đây mà tôi lỡ để ngoài một ngày sau là nó khô khốc à, ăn không ngon nữa, nó lạc lẽo mà có khi để nó bị thiêu. Đây là cái gạo nàng hiệu Nàng Hương Chợ Đào mà Việt Thảo có nấu ở đây. Đây quý vị và các bạn xem, ôi trời, cái mùi thơm nó lên ngào ngạt thơm phức. Mà cái hạt gạo nhìn nè, cái hạt cơm nhìn nó bóng mướt à, nó mướt giống như là một có cái lớp dầu lớp mỡ gì lên vậy, nó thơm ngào ngạt. Đừng nói chi đói bụng, bây giờ no nè, nhìn á thấy cũng muốn ăn nè, ngon dữ lắm. Nó mềm, nó dẻo, nó ngọt thanh, chưa từng có cái gạo nào trong cuộc đời tôi 57 năm ăn nó như cái gạo này. Cái cơm nó ngon vậy. Bây giờ thử, đừng nói chi không cần thịt cá luôn, không cần tôm mà không cần đồ ăn gì hết, chỉ cần một chút xíu xì dầu nữa thôi. Cái mùi thơm bốc lên từ gạo quyện và cái mùi thơm xì dầu, trời ơi, ăn bao nhiêu kén cũng được mà. Ngon quá. Cho nên, cái gì ngon, cái gì hay phải chia sẻ để chúng ta cùng hưởng. Việt Thảo muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, chọn ngay. Có thể nói, cho dù xa xôi vạn dặm, nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Đó chính là gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào, chính hiệu con nai, trong bao bố màu nâu. Nhớ đi tìm mua cho bằng được, ăn thử rồi sẽ thấy lời Việt Thảo nói là đúng, gạo ngon số 1 luôn.